Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện và xử lý nghiêm một phòng khám đa khoa tái phạm chiêu vẽ bệnh, ép bệnh nhân chuyển tiền ngay trên bàn làm thủ thuật. Ngày 30 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin vừa phát hiện và xử lý nghiêm một phòng khám đa khoa tái phạm vẽ bệnh, moi tiền trên địa bàn quận 5. Đó là phòng khám đa khoa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế y học Sài Gòn, 153-155 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5. Thanh tra Sở Y tế sẽ chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an thành phố để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của phòng khám này, xử lý nghiêm theo quy định. Theo đó, ngày 24 tháng 10, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin từ người nhà của người bệnh đang bị một phòng khám tư nhân giữ lại để vẽ bệnh, moi tiền. Người nhà người bệnh cung cấp chứng cứ cuộc trao đổi vẽ bệnh ngay trên bàn làm thủ thuật. Ngay sau khi nhận thông tin phản ánh, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất phòng khám đa khoa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế y học Sài Gòn do ông NVD làm giám đốc. Qua kiểm tra, ghi nhận người bệnh tên VTBT, nữ, sinh năm 1992, đến phòng khám vào ngày 22 tháng 10 và được bác sĩ BTTH khám cho chỉ định siêu âm. Kết quả siêu âm là thai 10 tuần 4 ngày, bệnh nhân mong muốn bỏ thai. Phòng khám thu phí 5 triệu đồng, bác sĩ H cho chỉ định uống thuốc phá thai nội khoa nhưng lại ghi trong hồ sơ bệnh án là dưỡng thai với thuốc Obimin. Sau 2 ngày uống thuốc, bệnh nhân quay lại tái khám, bác sĩ H chỉ định hút thai nhưng không ghi chép hồ sơ bệnh án ngoại trú, không cho bệnh nhân ký cam kết trước khi làm thủ thuật đình chỉ thai. Ngay trên bàn làm thủ thuật, các nhân viên của phòng khám liên tục gây sức ép buộc người nhà người bệnh phải đóng thêm tiền để được làm thủ thuật không đau với giá 17 triệu đồng. Vì không đủ tiền để trả, người nhà của bệnh nhân đã gọi điện đến Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cầu cứu. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phòng khám đa khoa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế y học Sài Gòn được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vào ngày 13 tháng 9 năm 2023 do bác sĩ LTH chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Cũng tại địa chỉ này, vào tháng 9 năm 2023, phòng khám đã bị Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 202 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng cũng với những hành vi vẽ bệnh, moi tiền, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Nhân viên của phòng khám có tính đối phó, không hợp tác cũng như không cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu cho đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra, các hành vi vi phạm đã được chỉ rõ, Thanh tra Sở Y tế sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với công ty này về các hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ước tính số tiền phạt hơn 100 triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung khung phạt tối đa tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám trong thời hạn 4 tháng. Đồng thời, xử phạt các vi phạm hành chính đối với bác sĩ BTTH do có hành vi không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật, chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì vụ lợi. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung khung phạt tối đa tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ BTTH trong thời hạn 3 tháng. Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế xử phạt các cá nhân có liên quan với hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và xem xét tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn đối với các cá nhân trên. Khi có kết quả xử lý, Thanh tra Sở Y tế sẽ thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế để người dân được biết và cùng giám sát. Sở Y tế tiếp tục chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra Công an thành phố để điều tra làm rõ các dấu hiệu nghi vi phạm pháp luật khác của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế y học Sài Gòn, xử lý nghiêm theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.